Chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, tấm lòng và cả môi miệng chúng ta để chuẩn bị thờ phượng Chúa. Nhưng điều trước hết là chúng ta đến với Chúa từ tấm lòng của chúng ta. Chúng ta đồng đứng lên và đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 116 câu 1. Thi Thiên 116 câu 1. Chúng ta cùng đọc rập rào. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời Ngài xin của tôi. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời Ngài xin của tôi. Lần nữa, tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời Ngài xin của tôi. Chúng ta biết chúng ta đến với Chúa như đến với Cha của chúng ta. Ngài nghe tiếng và Ngài biết nhu cầu chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Chúng ta hiệp chung với nhau hai ba người hoặc một người đến với Chúa. Thế mời Hội Thánh đọc Kinh Thánh Bơi Đáp. Ban thờ phượng sẽ đọc trước và mời Hội Thánh sẽ đọc câu tiếp theo. Vậy, nếu trong Đức Christ có điều an ủi nào, nếu người đồng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự khôn con đưa đến linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, chứ là sự chi vì lòng tranh đặng hoặc vì lương linh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Hãy có lòng một tâm tình như Đức Christ đã có. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đưa Ngài lên chất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và mọi người hãy đều xin Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phàm làm việc gì chớ nên làm bằng và hữu lực, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung mát ngay nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời. Cho đến nỗi tới ngày của Đức Christ, tôi có thể mang mình rằng chẳng đã chạy vô ích và đã khó nhập lưu đâu. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta hầu Chúa. Chúng ta làm việc có mục đích và Chúa là đối tượng của chúng ta. Cho nên hai chữ nó tin Chúa là vậy đó. Chúng ta không phải chỉ tin nhau mà thôi, nhưng tin Chúa là đối tượng. Chúa là đáng đã chết để chuộc tội chúng ta, đã phán hứa với chúng ta, sẵn sàng cho chúng ta nhà Cha, và Chúa cũng hứa rằng trở lại đến chúng ta. Công việc chúng ta làm không phải là vô ích, mà là Chúa ghi nhận, Chúa ban phước cho. Cảm ơn Chúa, ông bà trên nhìn vào trong tờ chương trình thái công việc của Chúa làm. Chúng ta cảm ơn Chúa, ban chấp hành chấp sự của Hội Thánh, các trưởng ban ngành, các trưởng tổ đã họp lại để kỷ niệm công việc mà Chúa làm qua các con cái Chúa trong Hội Thánh. Và Chúa cho sinh hoạt thờ phượng các ban thiếu niên, thiếu nhi, thiếu đồng mỗi tuần, cũng như ban TIC, ban IN, ban AGB và mỗi con cái Chúa nam giới phụ nữ, ban thăm viếng chứng đạo, đặc biệt các tổ cộng nghiệp. Và Chúa đã làm, Chúa cho các con cái Chúa được bình an dù có những thách thức khó khăn. Chúng ta biết tháng qua anh Lê Minh Tài đã ra đi về ở với Chúa. Và tôi cũng được biết trong tuần này cũng có một vài người liên quan đến trang Hội Thánh cũng đã về với Chúa, như là em rể của ông bà Lê Thành Già ở San Diego. Và chúng ta nhớ cầu nguyện. Và các con cái của Chúa có đau yếu, khó khăn, Chúa cũng gìn giữ bảo vệ. Chắc quý vị được biết bà Trần Văn Luân không?
Có bao nhiêu người biết là Trần Văn Luân là vợ ông chấp sự Trần Văn Luân đó, đã bị nghẹt tim và Chúa Cha đã giải phẫu hôm qua 7 tiếng đồng hồ và Chúa Cha đã trở dậy. Trong sau lễ ba chúng tôi đã đến thăm, tôi nhà tôi đến thăm và bà đã trở dậy, mổ 7 tiếng và cắt 4 ven tim ở dưới chân, ở dưới chân mà đem bồi lên là ở trên cái tim của bà. Và Chúa Cha hôm qua chúng tôi đến thăm thì bà chưa tỉnh, nhưng hôm nay bà nhìn thấy bà cười. Và cảm ơn Chúa có những hình ảnh mà chúng tôi thăm, chúng tôi ghi lại như thế này để được biết là hình ảnh của bà đương ngồi ôm cái gối trái tim màu đỏ. Tôi hỏi làm chi vậy? Nó bác sĩ biểu ôm như vậy tập thở, vì bây giờ phải tập thở cho nhịp tim như vậy. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện cho bà và bớt hạn chế cái vấn đề tham viếng, vì tham vô nói chuyện nhiều thì có khi xúc động. Cho nên quý ông bà chị nhớ cầu nguyện cho và cảm ơn Chúa trong ơn lành của Chúa. Trong thời chương trình ông anh trên thái sự dâng hiến của con cái Chúa không những bằng tấm lòng, bằng công việc, bằng tài năng, nhưng dâng bằng tiền của mình nữa. Dâng 24.566 đồng cho quỹ điều hành và cho quỹ cơ sở 5.565 đồng, cho công việc truyền giáo thế giới 1.493 đồng. Số tiền này được chi dụng cho công việc Chúa và ban tài chánh đã trình, và chúng ta cảm ơn Chúa. Đây là tấm lòng của mỗi con cái Chúa trong 4 lễ đã dâng hiến. Chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện và Chúa ban phước và trên mỗi ông bà anh chị em. Chúng ta chuẩn bị cho chương trình thờ phượng Chúa trong lễ thương khó 29 tháng 3 này vào lúc 7:30 tại nhà thờ. Cảm ơn Chúa ca đoàn, các em trong các ban ngành, ban PIC đã chuẩn bị tập dượt chương trình để diễn thuật lại sự thương khó của Chúa. Và chúng ta nhớ mời bạn Hữu có cái tờ giấy mà ông bà chị em đã nhận đó, đã có cái tờ giấy ghi lại ngày giờ và chủ đề của chương trình thương khó và phục sinh. Phía sau thì có cái thơ chúng tôi nói đến tâm lòng của các con cái Chúa đã dự phần hầu về Chúa. Cảm ơn Chúa, trong thứ năm vừa qua chúng tôi đi cầu nguyện dâng một câu chuyện cái nhà của con cái Chúa là ông bà Trương Văn Phu ở đây. Và trên đường về, Chúa gìn giữ chúng tôi, tiêu đương chạy 45 mai. Thì đương chạy là chiếc xe ngược chiều, họ chạy thẳng tới. Tôi tưởng họ chạy cái đường đó, nhưng đến ngay chỗ xe tôi họ khỏe đâm vô. Chỉ cách có thước thôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ tôi, nhà tôi và bà cụ Phạm An còn sống động. Chúng tôi cảm ơn Chúa, đó là ân lành của Chúa. Biết bao nhiêu ân phước mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên bởi sự cầu nguyện của mỗi con cái tôi tới Chúa, mà Chúa ban phước cho tin chắc trong lễ thương khó phục sinh này, chúng ta đưa dắt được nhiều người bạn chúng ta đến với Chúa để họ tin nhận Chúa. Bây giờ chúng ta đồng đứng lên để hiệp chung tạ ơn Chúa. Chúng ta dâng lên lời cầu nguyện tạ ơn Chúa trong ân lành của Ngài. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những nhu cầu của mỗi con cái Chúa. Mỗi chúng ta để một phút cầu nguyện tạ ơn Chúa. Sau đó kính mời mục sư Huỳnh Thích Đức đến đây cầu nguyện tạ ơn Chúa về ơn phước Ngài ban cho, nhất là chúng ta dân của lễ đẹp lòng Chúa lắng nghe được tiếng Chúa. Chúa đã chịu khổ vì chúng ta để chúng ta quyết tâm đi theo Chúa suốt cả cuộc đời. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là thiên phụ trợ hai chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài ban cho chúng con nhóm thờ phụng Chúa rất phước hạnh trong lễ 1, lễ 2, lễ 3 và bây giờ là lễ 4. Cảm ơn Chúa Ngài ban cho quý cụ và chị em chúng con được đến đông đủ để thờ phụng Ngài. Bởi ơn lớn mà Ngài ban cho chúng con có một sức khỏe, có một quyết tâm và tìm cầu Chúa, cho nên chúng con đến đây ngồi dưới bệ trơn Ngài buổi chiều hôm nay để nghe tiếng của Ngài. Cảm ơn Chúa Ngài gìn giữ cho chúng con một sức khỏe, ban cho ông bà một siêu ấn nhiệm đồng đầy ơn của Chúa. Đây là lái con thuyền của Thánh Chúa mỗi ngày tiến triển đến sự tốt đẹp phước hạnh. Con cảm ơn Ngài, ban cho ban chấp hành chấp sự, ban cho các trưởng ban ngành các tổ và ban cho mỗi người chúng con, nhất là mỗi người chúng con có mặt tại đây, thêm sức cho chúng con đầy dậy thần của Ngài trên mỗi chúng con, để chúng con có một sức lực từ nơi Chúa, chúng con quyết tâm theo Chúa suốt cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa Thánh Linh hành động một cách đặc biệt trong buổi nhóm buổi chiều hôm nay.
để mỗi vị chúng con thấy ơn phước của Chúa tràn ngập trên đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng có một số tiền dành dụm để dâng cho Chúa buổi chiều hôm nay. Nguyện xin Ngài dùng số tiền này trở nên số tiền thánh và công việc thánh của nhà Chúa, để điều hành công việc của Ngài cách phước hạnh đầy ơn và dư dật. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Ngài bổ lại sức lực cho mỗi chúng con. Ngài mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng con, để nơi chúng con không có chỗ mà chứa. Chúng con cảm ơn Ngài. Sau đây này chúng con sẽ lắng nghe lời của Chúa. Nguyện xin lời của Ngài đập mạnh vào tâm tư ý tưởng của chúng con, vào lòng chúng con, để chúng con làm theo như Ngài là muốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Ngài tế trị một cách đặc biệt trong của nhóm buổi chiều hôm nay. Chúng con dâng một tấm lòng chúng con trong tay của Thiên Chúa và cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính mời quý vị an toàn. Chúng ta cảm ơn Chúa ban PIC. Tôi đã tâm tình và cảm ơn Chúa ngồi lại với các bạn, thấy các bạn đến đây tập hát và chuẩn bị. Và chứ bây giờ các bạn sẽ ngợi khen Chúa một việc thánh ca để tôn vinh Chúa trong chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta cảm ơn Chúa. Quý vị biết ban TIC không? Ban TIC nghĩa là gì? Thầy luôn sẽ, các bạn cứ đứng đó để tôi giới thiệu một vài là để Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho TIC là những tín hữu được hiệp một với nhau trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa các bạn đây, phần đông thì ở bên Việt Nam qua đi học. Và cảm ơn Chúa đã nhận biết Chúa và cuộc sống được thay đổi. Và Chúa cho mỗi thứ năm đến đây học là Chúa, và Chúa Nhật đến đây thờ phượng Chúa. Tôi ước mong các bạn trẻ ngồi ở dưới, như trong đó có Nam ở đây, cũng là một người từ Việt Nam qua, nói tiếng Việt, nói tiếng Anh được, thì cũng sẽ làm bạn với các bạn này, để có thể nói Hallelujah, tôi ngợi khen Chúa muôn đời trọn đời, vì đời sống của các bạn được dâng cho Chúa, Chúa dùng. Và biết bao nhiêu bạn có khi qua đây được tự do, nhưng bây giờ đứng ngồi ở trong các phòng trà, trong chỗ đèn xanh, đèn đỏ, và đời sống hư hoại, và cuộc đời thật là đáng thương. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bạn ở trong tình yêu của Chúa, lớn lên trong tình yêu của Chúa. Và Chúa dùng một thầy truyền đạo Nguyễn Kinh Luân. Quý vị biết là thầy Nguyễn Kinh Luân không? Biết thầy Luân có vợ chưa? Có vợ, có mấy con? Hai con, chứ đó. Hai con còn nhỏ. Vợ tên là cô Nguyễn Thị Ngân. Có hai con, phải lo sang sát cho hai con. Và thầy Luân hiệp tác hầu của Chúa ở đây, và cũng lo cho con của Chúa ở Thánh Kinh Học Viện nữa, từ thứ hai đến thứ tư, còn thứ năm đến Chủ Nhật thì ở Hội Thánh Chúa tại đây. Rồi quý vị có biết một cái thầy nữa đó, mà đứng lên trước nữa, cái thầy mà có vest phía trước đó, quý vị biết đó tên là thầy gì không? Thầy Cường. Thầy Cường, thầy cũng từ Việt Nam qua di chuyển với gia đình đi học lời Chúa trên Thánh Học Viện, và Chúa cho thầy mới vừa về Việt Nam trong tháng rồi. Quý vị biết về làm gì không thầy Cường? Đúng rồi, đã làm lễ đính hôn rồi, đã có người yêu rồi. Như vậy các cô nhớ cầu nguyện cho đến nhà thầy làm lễ cưới, để chúng ta chúc mừng. Tháng năm này chúng ta có hai cái đám cưới trong nhà thờ của công giáo Chúa. Một người là cô Tuyết, và Chúa cho giá đó thì qua đám cưới Túc Bình Úc kia, con của mục sư Nguyễn Hồng Vương, vào ngày 18 tháng 5. Rồi ngày 25 tháng 5 tôi mới nhận được cạc đó, thì có một đám cưới của cháu Lani và Richard, cũng là ở trong lễ 2 đó, tức là y em. Cảm ơn Chúa, tôi ước mong các bạn có thể có những người bạn yêu mến Chúa và gặp gỡ nhau rồi có những đám cưới như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lên các bạn trong ơn lành của Chúa. Và giờ đây chúng ta cùng nghe lời Chúa trong sách Phúc Âm Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10. Không biết có bạn nào chuẩn bị đọc chưa? Như vậy chúng ta cùng mở lời Chúa trong Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10 để nói về câu chuyện Sa Chê gặp Chúa, mà chúng ta sẽ học cái đề tài là sự cứu đã đến, và đại tớ Chúa sẽ chia sẻ cho chúng ta. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu vào nhà Sa Chê. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa Chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy Sa Chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa Chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa Chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa Chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Kính mời Thánh chúng ta cùng ngồi. Cảm ơn Thư, cảm ơn lời giới thiệu của mục sư về một vụ thanh niên tiếng Việt, hay là The Loving Vision TLC. Thật ra các bạn sinh hoạt có những cái sinh hoạt trong tuần, mặc dù cũng như một số các bạn trẻ ở đây đi học đi làm, nhưng các bạn trung tín học
đến với hội thánh tối thứ tư để học nhạc cầu nguyện, tối thứ sáu để học lời Chúa chung với cả nhóm, và sáng thứ bảy có thì giờ cầu nguyện tỉnh nguyện và sinh hoạt với hội thánh cả ngày Chủ nhật. Và đặc biệt riêng các bạn trong ban thờ phường, quý vị thấy các bạn phải đến đây lúc 4:45 mỗi chiều Chủ nhật để cầu nguyện, học lời Chúa chung với nhau, để tập giờ tập những bài mới, tập những cái bài cũ trở lại để có thể dâng Chúa của lễ tốt nhất. Và ra quý vị cũng cầu nguyện thêm cho các bạn trung tín trong sự làm chứng về Chúa, ở Chúa. Tối qua có một bạn trở lại tin Chúa, cầu nguyện Chúa sau giờ nhóm của các bạn TLC. Thật ra chúng ta thấy rằng một vụ của những người trẻ, đặc biệt là người Việt trẻ trong cộng đồng và chúng ta tại Việt Nam ở đây, cần những cái mục vụ để đáp ứng. Những người trẻ đó cần có một người hay là cần có một chỗ để họ có thể đến. Thật ra quý vị cầu nguyện cho các bạn, có thầy Cường hồi nãy là trưởng ban, có cô Đông Phương, có cô Lệ, có cô Vi, và có anh Bảo ở phía trên, để có thể các bạn trong ban điều hành để có thể trung tín hầu vì Chúa, để có thể là tiếp tục làm chứng về Chúa. Chúa Trời Thánh, chúng ta đang ở trong một cái mùa thương khó. Người Công giáo gọi mùa này là mùa chay, tiếng Anh gọi là Lent season. Đây là khoảng thời gian 40 ngày trước lễ Phục Sinh, không tính các ngày Chủ nhật. Đây là một truyền thống lâu đời của Hội Thánh để giúp cho con cái của Chúa xét mình, ăn năn, cầu nguyện và tận hiến để chuẩn bị cho tuần thánh và lễ Phục Sinh, là một trong những thời điểm cao điểm nhất của người theo Chúa. Mùa chay cũng là lúc để con dân Chúa suy gẫm về những điều mà Ngài đã dạy dỗ khi Chúa Giêsu còn ở trên thế gian và đời sống thờ phượng của chính mình. Mùa chay bao gồm 6 tuần lễ và mỗi tuần lễ được chia ra làm 6 phần để nhấn mạnh đến 6 cái khía cạnh khác nhau của đời sống Chúa Giêsu. Tuần thứ nhất nói về Chúa Giêsu là đấng thần nhân. Tuần thứ hai, Chúa Giêsu là đấng dạy dỗ. Tuần thứ ba, Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Tuần thứ tư, Chúa Giêsu là đấng bạn hữu. Tuần thứ năm, Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và tuần thứ sáu, Chúa Giêsu là đấng chiến thắng. Hiện nay trong tinh thần của tuần thứ năm, do đó tôi xin phép được học cùng quý hội thánh về Chúa Giêsu là đấng cứu thế, qua câu chuyện Chúa vào nhà mang lại sự cứu rỗi cho cả nhà của Sa Chê, được ghi lại trong Luca đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu thứ 10, mà tôi đặt tựa đề là sự cứu đã đến. Trước khi chúng ta học kỹ hơn về lời của Chúa, xin chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Tạ ơn Chúa Giêsu là đấng đã đến chịu chết và đã sống lại để cứu chúng con. Buổi tối ngày hôm nay chúng con một lần nữa đến với lời của Chúa để tìm thấy ý nghĩa đích thực về tình yêu cao cả tuyệt vời của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chính mình con và mỗi lòng ông bà, anh chị em của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh mở lòng và dạy dỗ chúng con, cũng như ban sức cho chúng con để chúng con có thể tiếp nhận lời Chúa và làm theo. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Câu chuyện Đức Chúa Giêsu vào nhà Sa Chê được bắt đầu khi Chúa Giêsu vào thành Jericho, trên con đường đi xuống Jerusalem để chịu thương khó. Câu 1 ghi lại là Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Thành Jericho là một trong những thành phố giàu có và sang trọng của trong lịch sử. Thành này cách thành Jerusalem về phía đông bắc khoảng 25 cây số, tức là vào khoảng 15.5 dặm. Đây là thành thứ nhất của xứ Canaan mà Giô-suê tiến vào sau khi qua sông Giô-đanh. Dân Israel đã chiếm lấy thành này bằng phương pháp của Chúa dạy, được ghi lại ở trong Giô-suê đoạn 15. Các chiến sĩ cứ đi vòng quanh thành này một lượt trong 7 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 thì đi vòng quanh 7 lần. 7 thầy tế lễ đi trước, thổi kèn và dân sự theo sau cất tiếng reo la. Và Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ, vách thành sập đổ xuống và dân Israel leo lên chiếm lấy thành. Về sau, Jericho được chia và thuộc về chi phái của Benjamin, được ghi lại trong Giô-suê đoạn 17, đoạn 16 và đoạn 18. Sau thành Jericho sau đó lại tiếp tục được xây dựng và trở nên một trong những thành phố trù phú trở lại, vì đây là một cái thành rất là quan trọng, nằm ngay cái cửa ngõ ra vào xứ Canaan từ phía đông. Nếu chúng ta có cái bản đồ của lật ra phía sau quyển Kinh Thánh của chúng ta đó, chúng ta có cái bản đồ của xứ Thánh đó,
thì chúng ta thấy rằng cái thành Jericho nằm ở giữa hai cái ngọn đồi, và nếu mà muốn đi qua hay là muốn vào xứ từ bên phía đông mà đi qua đó thì bắt buộc phải vượt qua thành này. Ở đó thành Jericho trở nên trù phú, rất là lớn, rất là giàu có tại đây. Và Kinh Thánh viết rằng này, tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Chúng ta học thứ nhất là Sa-chê tìm Chúa. Chúng ta để ý thấy cái xuất thân của Sa-chê ở tại đây. Tại đó có một người tên là Sa-chê. Sa-chê có nghĩa là công bình, thanh sạch. Tuy nhiên đời sống của ông lại không được như cái tên đó, bởi vì ông là đầu bọn thâu thuế. Người thâu thuế là một người trưng thâu thuế và thuế thương chánh cho đế quốc La Mã. Đáng lẽ đó thì người La Mã thừa chọn hay là đặt những cái quan coi huê lợi mà đánh những cái thuế nhất định. Thì người La Mã ngày xưa đó thường thường bán những cái chức quan này cho những người địa phương giàu có, hay là cho những cái người hay là đại biểu của những cái công ty, những cái tập đoàn nhiều tiền. Thay vì phải cắt cử một vị quan đến để lo việc đó thì người La Mã bán để mà người La Mã lấy được tiền. Thứ nhất là lấy được tiền vô cho cái chức quan đó. Vì thế những người thâu thuế thường lấy, thứ nhất là giàu có, thành ra họ bỏ tiền thật là lớn để mua cái chức quan đó. Và vì vậy họ phải lấy lại của những người nộp thuế một phần tiền phụ cấp trội hơn gấp nhiều lần số mà người dân cần phải nộp cho chính quyền. Do đó trừ một số ít người, những kẻ thâu thuế lớn và nhỏ, người thâu thuế đều là những người làm điều phi pháp. Họ bị gác bỏ giữa vòng các hạng người vì tăng thuế cho chính phủ ngoại quốc và lối một lối sống vô đạo. Họ không được tiếp vào trong xã hội. Hơn nữa, ai làm bạn hay là cộng tác với những người thâu thuế đó thì cũng bị coi là mất thể diện, bị là những người cũng bị dứt phép thông công ra khỏi dân sự của Chúa. Một người thâu thuế bình thường đã bị xem như là một tội nhân đáng ghét bỏ, huống chi đằng này Sa-chê lại là người làm gì? Làm đầu bọn thâu thuế, tức là ông là chủ nhiệm coi quản những thứ thuế ở trong địa phận Jericho. Và lẽ đương nhiên ông là một người không phải là giàu có như Kinh Thánh nói đâu, nhưng mà chúng ta phải nói là gì? Rất giàu có. Ông là một người rất giàu có. Thành ra ông cai quản hay là ông coi những người cai thâu thuế khác, thành ra ông là một người sống có một cái lối sống mà có thể nói rằng lấy của người khác còn nhiều hơn mình nữa. Thứ hai là cái tấm lòng của ông. Dù vậy Sa-chê có một cái tấm lòng muốn tìm kiếm Chúa. Câu thứ ba viết tiếp như thế này: người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai. Kinh Thánh không có nói rõ là vì sao Sa-chê muốn tìm xem Chúa. Có thể ông tò mò vì nghe nhiều điều về Chúa Giê-xu đã làm. Có thể là lời dạy dỗ đầy quyền năng của Chúa, hay là khả năng thực hiện các phép lạ của Ngài. Chúng ta trở lên tí xíu trong đoạn 18 từ câu 35 đến câu 43 đó, thì trước khi vào thành Jericho, Chúa đã chữa lành cho người mù được sáng. Thành ra có lẽ cái tin đồn này nó đồn đến và ông muốn nghe hay là ông muốn tìm hiểu xem Chúa là ai. Hay cũng có thể là ông đã chán cái công việc của mình để hướng đến một cái cuộc sống có ý nghĩa hơn là chỉ biết thâu tóm những cái tiền bạc. Kinh Thánh không có nói rõ, nhưng chỉ viết như thế này: người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Cái rào cản đầu tiên Sa-chê gặp phải khi muốn tìm kiếm Chúa đó là chính bản thân của mình. Về chiều cao thì Sa-chê rất thấp và ông đang đứng ở đằng sau cây đám đồng. Đây cũng là rào cản đầu tiên đối với nhiều người trong việc tìm kiếm Chúa. Sự lừa dối lớn nhất của con người đó là sự tự dối mình. Ở đây con người tự thuyết phục mình rằng không có tội chi hết, và vì cớ ấy không phải là một tội nhân. Và nếu không phải là một tội nhân thì không có nhu cầu về một cứu Chúa. Và không có một nhu cầu về đấng cứu thế thì người đó chẳng bao giờ cần đến Chúa Giê-xu. Họ viện ra 101 lý do để thoái thác việc phải tìm kiếm Chúa, đưa đến sự hư mất cho linh hồn của mình. Do vậy,
khát khao muốn tìm thấy Chúa, muốn gặp Chúa, Sa-chê đã vượt qua những rào cản này bằng cách câu thứ tư ghi lại: chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu vì Ngài phải đi qua đó. Ông đoán biết là Chúa Giêsu sẽ đi trên cái con đường đó, và vì vậy ông phải tìm cách vượt qua. Có lẽ không chỉ thấp, nhưng mà Sa-chê còn là một người nặng ký nữa. Bởi vì đây là một cái hình ảnh chúng ta rất dễ bắt gặp những người giàu có và xa hoa. Tại vì họ làm việc ít, nhưng mà ăn nhiều, hưởng thụ nhiều, ngồi một chỗ nhiều. Thành ra cái vấn đề mà phát trăng tăng trưởng bề ngang, nó cũng là một điều dễ hiểu. Thành ra không những ông thấp, nhưng mà có lẽ ông cũng là một người có chiều ngang nữa, có bề ngang nữa. Thành ra để tại đây, để phải vượt qua cái đoàn dân đông đang bao quanh Chúa, không những ông cần phải chạy vòng, tại vì đoàn dân đã chạy đứng che hết Chúa, để có thể đi trước thì ông phải chạy vòng qua đoàn dân. Mà ông phải làm gì nữa? Ông phải làm gì? Ông đi một cái con đường xa hơn, rồi phải chạy nhanh hơn, rồi tìm một vị trí cao hơn để leo lên. Đây là một điều không dễ, nếu không muốn nói là quá khó đối với Sa-chê, đối với một con người vừa thấp vừa nặng cân như ông. Để có thể chạy nhanh qua đoàn dân đó, đi một cái con đường vòng dài, tìm một cái chỗ thích hợp để mà đón đường được Chúa Giêsu đi qua, rồi phải trèo lên cái cây cao để mới có thể nhìn thấy Chúa, thì ông có rất là nhiều lý do để nói rằng mình không cần phải tìm gặp Chúa. Dầu vậy, ông đã vượt qua cái giới hạn của chính mình để đến một cái chỗ có thể giúp mình thấy được Chúa cách rõ ràng. Cái rào cản thứ hai ông Sa-chê phải đối diện, đó là dư luận của những người xung quanh. Sau khi gặp Chúa, được Chúa kêu xuống khỏi cây sung và rước Đeo-rê mừng rước Chúa vào nhà. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học kỹ hơn về phần này. Thì ông gặp phải một cái áp lực của dư luận xung quanh. Câu thứ 7 ghi lại: ai nấy thấy vậy đều lầm bầm. Người ta không chỉ oán trách Chúa là người vào nhà người có tội như Sa-chê, mà còn ganh tị, gây áp lực cho ông, bởi vì ông không có xứng đáng để tiếp Chúa vào nhà mình. Như tôi đã nói ở trên, ông được kể vào hàng người tội nhân, người bị ghét bỏ, trong khi Chúa Giêsu đang được đoàn dân hâm mộ, mến mộ, đưa dẫn đi vào trên con đường đi chung với Chúa về thành Jerusalem để dự lễ vượt qua ở tại đây. Thì người đàn dân đang yêu mến ông, tự nhiên một người có tội rước mời Chúa vào nhà, thì ông bị một cái áp lực rất là lớn. Người ta có lẽ lầm bầm có những với Chúa, nhưng mà với ông nói đủ thứ điều về với ông. Trong những cái khó khăn mà đa số người mới tin Chúa gặp phải, đó là những cản trở của người thân trong gia đình, của bạn bè, của những người xung quanh. Khi mới tin Chúa, quý vị thấy như thế nào? Nhiều khi mình về nhà mình nói, mình dám nói với ba mẹ tin Chúa không? Dám đâu. Quý vị có bao nhiêu quý vị ở đây là tin Chúa không phải là đạo dòng, tức là không phải là sinh ra lớn lên trong nhà gia đình tin Chúa? Thường quý vị tin Chúa xong, quý vị thường làm gì? Người khác nói, đúng không? Người khác, nhiều khi người khác không những họ dèm chê đạo của Chúa, họ xin lỗi chứ họ là những tiến sĩ bùi lan và những người bàn lui đó. Họ bàn lui mà là thuộc loại là tiến sĩ đó. Rồi lắm lúc họ nói rằng mình là người yếu đuối, là người cả tin, thậm chí nói mình là gì, ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao, đi theo cái đạo đó rồi bỏ ông bỏ bà, đúng không? Quý vị, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm điều này khi chúng ta trở nên những người theo Chúa. Đó là những cái áp lực vô hình mà không phải ai dễ dàng để vượt qua được. Nhưng tại đây, câu thứ 8 ghi lại rằng: xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng. Sa-chê bỏ mặc những lời của dư luận, những áp lực của người xung quanh để có thể đứng trước mặt Chúa, tập chú vào một mình Chúa để có thể trò chuyện cùng với Chúa. Tác giả từ Hebrew đã khuyên dạy là hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Hebrew đoạn 12 câu thứ 2. Cho mỗi đời sống của chúng ta cần phải tập chú nhìn vào Chúa. Thưa quý hội thánh, Sa-chê có nhiều lý do, nhiều rào cản để không cần phải tìm gặp Chúa.
nhưng ông đã vượt qua tất cả để có thể nhận lấy phần thưởng cho chính đời sống và linh hồn của mình. Phần thứ hai là phần thưởng của Chúa. Thứ nhất là xa chê tiền Chúa, nói đến cái xuất thân của ông, nói đến cái tấm lòng của ông. Và phần hai lớn đó là phần thưởng của Chúa. Thứ nhất là được Chúa cứu. Trở lại với câu chuyện này, sau khi xa chê leo lên cây sung trên đường Chúa Giêsu phải đi ngang qua, câu thứ năm viết tiếp: Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên và phán rằng: Hỡi xa chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Chúng ta để ý rằng không có một ai giới thiệu xa chê với Chúa, nhưng Chúa biết Ngài đến ngay tại chỗ mà ông đang tìm kiếm và kêu gọi đích danh của ông. Kêu tên một người, nói đến một cái sự hiểu biết, nói đến một cái mối quan hệ thân mật cũng như quan tâm của mình đối với một người khác. Giữa một cái xã hội lạnh lẽo chúng ta sống ngày nay, con người đang sống với một cái chủ nghĩa cá nhân đó, quý vị nghĩ rằng có bao nhiêu người biết tên của mình? Có lẽ đi nhà thờ, bao nhiêu người biết tên của mình, quý vị xem thử cái phần trăm bao nhiêu người biết tên mình. Chắc nhiều nhiều đúng không? Chắc cũng được, không 100%, nhưng mà chắc cũng được 70%, chắc cũng đỡ đỡ. Nhưng mà so sánh với cái thành phố Midway City nhỏ nhỏ này, quý vị ra gõ cửa người đối diện hàng xóm đó, gõ cửa: biết tên tôi không? Thì người ta nói mình biết tên gì? You crazy, bạn tên khùng, đúng không? Chúng ta so sánh, chúng ta đi ra ngoài Phước Lộc Thọ hỏi người ta tên gì, mình cũng tên giống nản. Huống chi là trong cả một xã hội rộng lớn này, bao nhiêu người biết chúng ta. Con người sống ở ngày nay nói đến đề cao đến chủ nghĩa cá nhân, mình là mình, chỉ biết mình là mình thôi. Nhưng mà quý vị có cảm thấy ấm lòng khi có một người nào đó biết tên mình, quan tâm đến mình không? Mình vui không? Vui đúng không? Mấy lần tôi đi chợ, tự nhiên ra ngoài đường gặp một số con cái Chúa trong hội thánh, chạy lại bắt tay. Mà nhiều khi mình không nhớ người đó, xin lỗi, phải thưa thiệt với hội thánh cũng như xin lỗi với người đó. Nhiều khi mình thấy mặt trong nhà thờ mà quên mất cái tên đó. Nhưng mà họ đến họ gặp mình, họ vui lắm, mà mình cũng cảm thấy vui. Mình cảm thấy rằng, ồ, có người nhớ đến mình. Nhưng mà ở tại đây, nhân vật đó là chính Chúa, là vua của muôn vua, là Chúa của các chúa, yêu thương, quan tâm, biết tên của quý vị. Và Kinh Thánh nói rằng cộng tóc trên đầu của quý vị Chúa cũng đếm hết rồi. Quý vị có cảm thấy phước hạnh, có cảm thấy ấm lòng ở trong cái chỗ đó không? Có cảm thấy tạ ơn Chúa. Câu thứ 6, câu thứ 7 viết tiếp: Sa chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm: người này vào nhà kẻ có tội mà trả. Sa chê không phải không còn đối diện với mặc cảm và tội lỗi của mình. Tình yêu và ân điển đã chiếu rọi trên ông và linh hồn của ông. Ân điển này đã không có một sự phân biệt nào hết, không có phân biệt người Do Thái, người có tội hay là người được kể, người hay là người nói mình là người công bình. Mục sư J.D. Rindip đã nói như thế này khi học cái đoạn phần đọc Kinh Thánh này: khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu chết, chịu khổ và chịu chết, hầu mang lại sự phục hòa cho nhân loại, chân Ngài đã hướng vào cây sung mà Sa chê đã trèo lên đó. Chân của Chúa trên con đường về thành Jerusalem đã hướng vào cây sung mà Sa chê đã trèo lên đó. Chúa Giêsu đã đến, Ngài không kể tội lỗi của ông, nhưng hoan nghênh ông bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 7 ghi lại một câu tương tự khi người ta lầm bầm lúc Chúa bước vào trong nhà của Sa chê. Câu thứ 34 trong Luca đoạn 7 như thế này: có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy là người ham mê ăn uống, bạn của những kẻ thâu thuế, kẻ có tội. Thưa quý hội thánh, tôi rất là thích câu Kinh Thánh này, vì Chúa Giêsu cứu tôi khi tôi còn là một tội nhân. Không những vậy, Chúa còn bằng lòng làm bạn hữu của tôi. Mặc dù đôi lúc tôi sa ngã vào trong tội lỗi, Chúa vẫn ở bên tôi. Mặc dù cho người xung quanh có những nhận định không hay về tôi vì tôi là một tội nhân trước mặt Chúa, hay là về Chúa là bạn hữu của tội nhân, một người tội nhân như chính tôi, song tình yêu cao cả nhất mà tôi nhận biết
đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho chính tôi qua con Ngài chịu chết trên thập tự giá cho tội tôi. Thưa quý vị, Chúa Giêsu bằng lòng lìa bỏ thiên đàng đến trần gian này để làm bạn của tội nhân. Thứ hai, đó là được Chúa bình vực. Chúng ta nhớ cái rào cản thứ hai mà Sa-chê gặp phải, đó là dư luận và áp lực của những người xung quanh. Dẫu vậy, ông không xoay qua để tranh luận với họ, hay là để mắng nhiếc, hay là kêu người trong nhà của mình ra đàn áp những người này. Ông là một người giàu, quý vị nên nhớ. Ông là một người giàu. Người giàu thì ông có nô lệ, ông có binh lính cho mình, bởi vì ông là người đầu thâu thuế nữa. Đi ra đường không có lính, chúng nó quánh sao, đúng không? Thành ra đó ông là một người có ấy. Người khác lầm bầm nói gì thì mình dễ làm gì? Nổi máu xung thiên không? Quay qua nói gì? Tụi bay im hết cho tao, đúng không? Dễ lắm mà ông quay qua một có con người đó, dễ lắm quay qua nói với người khác rằng dẹp đi những cái dư luận đó, hay là đàn áp những cái dư luận đó. Nhưng tại đây ông không có tranh luận với họ. Ông đến và ông chỉ tập chú vào một mình Chúa, như tôi nói hồi nãy. Và tại đây ông được Chúa bình vực. Câu thứ 9 và câu thứ 10, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, tức là Chúa Giêsu không phải bèn phán cho ông, nhưng Chúa phán cho cả đoàn dân: hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ông nhường cái sự trả lời lại cho chính Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 19 cũng khuyên mọi người chúng ta: hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng: sự báo thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Tại đây ông vâng phục Chúa, ông nhìn xem Chúa, tập chú vào Chúa và để cho Chúa bình vực mình. Chúa Giêsu đã phá bỏ tất cả những cái giới hạn của văn hóa, cái tập tục của con người, hay là những cái lề luật mà con người ta đặt lên ở tại đó để có thể bước vào bình vực, và không những đem lại sự cứu rỗi cho Sa-chê nhưng mà còn cho cả nhà của ông, bởi vì Chúa phán rằng sự cứu đã vào nhà này, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Một câu nói, một câu chuyện, Sa-chê có lẽ nhìn bên ngoài không khác biệt gì so với lúc mới tin Chúa, nhưng bề trong là một sự thay đổi mạnh mẽ, một sự biến đổi mạnh mẽ của một tội nhân biết ăn năn, biết tìm kiếm Chúa. Sa-chê đây là một trong những hình ảnh khác biệt giữa trước và sau. Chúng ta thường xem quảng cáo trên TV thì chúng ta thấy gì? Người ta thường hay quảng cáo là gì? Before and after, đúng không? Cái gì người ta cũng quảng cáo before và after để cho người ta thấy có một cái sự thay đổi, và người ta có thể mua cái sản phẩm đó, tại vì người ta thấy cái người đó lúc trước không có được hoàn mỹ, toàn mỹ lắm, nhưng mà về phía sau, xin lỗi chứ đi hoa hậu cỡ nào cũng thắng. Thành ra chúng ta thấy rằng luôn luôn có hình ảnh before and after, trước và sau. Ở tại đây cũng được, hình ảnh trước của Sa-chê là một con người tội lỗi, một con người bị ghét bỏ, một con người bị mặc cảm về tội lỗi. Nhưng mà hình ảnh sau là một hình ảnh của một con người có ơn cứu rỗi và có sự vui mừng. Cái thánh ghi rằng là Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ông mừng rỡ bởi vì gặp được sự cứu rỗi của Chúa cho chính họ mình. Ông đã được cứu vì ông đem lòng tin, và giờ đây ông được thay đổi. Con người sau đó không những là con người vui mừng, nhưng mà một con người được thay đổi để có thể ban ra thay vì thâu góp cho chính mình. Sự biến đổi lớn lao này đã giúp đã đến nỗi Sa-chê đã bằng lòng bố thí mọi điều ông vốn có. Ở đây ông trả lại điều gì? Kinh Thánh chép ông nói gì trong câu thứ 8? Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đến gặp từ. 50% gia tài, tài sản của ông có để cho người nghèo. Mình quý vị nên nhớ, ông là người rất giàu. Để có thể làm việc này không phải là dễ. Quý vị để ý như thế này, trong cái sự dâng hiến của mình,
Mỗi tháng quý vị làm trung bình 2.000 đồng một tháng. Quý vị ký cái check 200 đô la dâng 1/10 cho Chúa, dễ hay khó? Không dễ và cũng không khó. Đúng không? Không dễ, nhưng mà cũng sẽ không khó trong cái sự ban cho của Chúa. Nhưng quý vị tưởng tượng, quý vị làm 10.000, quý vị ký cái check nhiêu? Hồi nãy ký cái check nhiêu? Bây giờ ký cái check nhiêu? Nếu Chúa cho quý vị làm 20.000 một tháng, quý vị ký cái check nhiêu? Dễ không? Mà nếu bây giờ Chúa cho quý vị có một cái tài sản 1 triệu đô la, quý vị dâng bao nhiêu cho Chúa? 100.000, dễ hay khó? Ở đây tài sản của ông không phải là 1 triệu, ông có lẽ là tỷ phú lận chứ không phải là triệu phú đâu. Nhưng mà ông bằng lòng dâng cho Chúa gì? 50%. Không dễ. Rồi ông làm gì nữa? Sửa chữa mọi sai lầm đã phạm bằng cách là gì? Đền lại gấp từ. Ông không phải đền lại cho người ta những gì mà ông làm hại, nhưng mà ông còn làm lại một cách gấp từ. Tại sao vậy? Tấm lòng, ý chí, tâm trí và tình cảm của ông đã được thay đổi. Lúc bấy giờ ông không còn nhìn thấy rằng những điều mình đang có là những điều mình đáng cần phải nắm giữ nữa. Có người từng kể về cái câu chuyện của bà Connie và nói rằng một người càng nắm giữ càng chặt bao nhiêu những gì mà mình có thì Đức Chúa Trời càng, người đó sẽ càng tổn thương hơn khi Chúa gỡ từng ngón tay của người đó ra. Quý vị thử nắm cái gì đó chặt, người ta phải dận một cái sức mạnh hơn để kéo tay mình ra thì sao? Mình đau hơn, đúng không? Mình đau hơn. Tấm lòng là trung tâm của con người này. Đây giờ từ tiền bạc bây giờ chuyển hướng thành Chúa Giê-xu. Ý chí từ cái chỗ muốn làm thỏa mãn cho chính mình đến cái chỗ muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tâm trí từ các tư tưởng mới về việc đáng lẽ phải thu gom cho mình thì đi thay đổi bởi sự ban cho. Tình cảm, ông yêu thương những người nghèo, những người thù ghét hay vì lừa đảo và bóc lột họ, ông được thay đổi một cách tận gốc rễ, được sanh lại để trở nên một người theo Chúa, một người thánh đồ của Đức Chúa Trời. Sa-chê có thể ban cho ông được tự do và không hạn chế đối với những gì ông có. Ông ban cho một cách rộng rãi, tự do. Albert Schweitzer đã nói như thế này: nếu bạn có thứ chi mà bạn không thể ban ra thì bạn chưa làm chủ thứ ấy, thứ ấy đang làm chủ bạn. Nếu bạn có điều gì không thể ban ra, không thể dâng hiến cho Đức Chúa Trời thì bạn chưa làm chủ của điều đó, điều đó đang làm chủ của bạn. Sa-chê có một tấm lòng mong muốn làm những gì đúng mặt, đúng đắn trước mặt của Đức Chúa Trời. Có những rào cản ông vượt qua rào cản của chính mình, vượt qua rào cản của những người xung quanh. Ông đến với Chúa, ông được Chúa cứu, ông được Chúa binh vực. Và ở tại đây ông đã làm theo lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu thứ 8 rằng: vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ông đã ăn năn và kết quả xứng đáng với điều đó. Và Chúa Giê-xu công bố kết quả của Ngài đến với con người này, và mọi người tìm đến Chúa, đó là sự cứu rỗi đã viếng thăm nhà này. Sự cứu rỗi đã đến. Kính thưa quý hội thánh, sự ban cho đền đáp bên ngoài là kết quả của lòng tận hiến bên trong của chúng ta. Sự cứu rỗi của Chúa đã đến, đã tìm và cứu chính tôi và quý vị hơn 2.000 năm trước của Chúa Giê-xu chịu trên thập tự giá. Chúng ta đáp ứng như thế nào đối với sự cứu rỗi của Ngài? Trong mùa lễ chúng ta kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh vì yêu chúng ta. Chúng ta đang yêu Chúa như thế nào trong đời sống của chúng ta? Chúng ta đang dâng hiến cho Chúa đời sống của mình, những tài vật Chúa ban cho chúng ta như thế nào? Và trên hết, một sư Coffin đã nói như thế này: bản thân chúng ta
chính là của lễ mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Kính mời thánh chúng ta đứng lên và chúng ta đến với Chúa giờ này. Sự cứu đã đến và chúng ta làm thế nào để đáp ứng với sự cứu đó? Chúng ta để thì giờ xét lòng mình. Chúng ta biết được đời sống của Sa-chê là một người có quyền thế giàu có nhưng không được thỏa lòng và tìm kiếm Chúa. Nắm lấy cơ hội tìm kiếm Chúa. Giàu thấp, giàu già, giàu địa vị nhưng tìm kiếm Chúa thì gặp Chúa. Chúa thấy, Chúa kêu, Chúa nói với Sa-chê hôm nay hãy xuống cho ma vì ta sẽ vào nhà ngươi. Đây là điều kiện mà Chúa cho chúng ta có bây giờ để chúng ta tìm kiếm Chúa. Tiền bạc, danh vọng, giàu có là tạm thời, ý là phương tiện. Sa-chê không thỏa lòng, Sa-chê phải gặp Chúa và được Chúa kêu tên Sa-chê và Chúa đã vào nhà Sa-chê và Sa-chê đã thành thật ăn năn. Nếu có làm hại bất cứ việc gì, xin bỏ qua. Và đem tiền của mình có, không phải là thần tượng, phan thoát cho cả nhà. Cái tấm lòng an năn, biết Chúa là quý. Và cảm ơn Chúa là Chúa Giê-xu đã nói, người này là con cháu của Abraham. Sự cứu rỗi đã đến trong nhà người này, và người này được kể trong dòng dõi của Abraham. Tin cậy nơi Chúa. Chúng ta cầu nguyện tối nay Chúa nhắc nhở chúng ta có điều gì chúng ta đặt vào thần tượng trong đời sống không? Tiền bạc, học thức và có cái sức khỏe và những gì chúng ta có đều đó là chỉ tạm thời. Xin Chúa giúp chúng ta tìm kiếm Chúa thật lòng để rồi chúng ta đi ra cũng đem tình yêu của Chúa cho những người khác. Biết bao nhiêu người đương ở trong xã hội này, họ đương là nô lệ cho vật chất. Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ trước khi gặp Chúa và sau khi gặp Chúa đã sẵn chúng ta thế nào. Ôi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúa thấy, Chúa biết, Chúa kêu tên của chính mình tôi và của mỗi ông bà chị em. Chúng ta có bằng lòng xuống cho ma không? Nắm lấy cơ hội không còn bao nhiêu ngày nữa, chúng ta sẽ về được Chúa. Thì giờ không còn. Biết bao nhiêu linh hồn đồng bào đồng loại chúng ta cũng lưu mất. Trong đó có những người thân yêu trong gia đình, trong hội thánh của Chúa. Chúng ta hãy chứng tỏ tình yêu của Chúa, sự ăn năn thành thật trước mặt Chúa, để đời sống chúng ta được đổi mới bởi quyền năng của Chúa. Chính là Chúa Giê-xu là đang đã bước đi trên đất. Ngài đã đi với môn đồ của Ngài và dọn dân đến nhà của Sa-chê. Và dầu Sa-chê là một người thế nào, nhưng Chúa biết, Chúa tìm và Chúa đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Cảm ơn Chúa, Chúa đã kêu tên của mỗi chúng con. Chúa đã biết những lỗi lầm yếu đuối của chúng con. Chúng con tìm mọi cách để được giải cứu, để được bình an, phước hạnh. Nhưng vật chất không đem lại phước hạnh. Trở lại chúng con đã bị cáo trách, đã bị hối tiếc những thì giờ đã qua, những công việc chúng con làm, những tiền bạc chúng con tiêu phí. Chúa ơi, buổi tối nay xin Ngài cho chúng con có tâm lòng an năn thăm hối, gặp Chúa như Sa-chê, để chúng con nghe được tiếng Chúa. Chúa tìm và cứu chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết an năn và biết đặt Chúa làm chủ trong đời sống, để đời sống chúng con được đổi mới vì Chúa đến để tìm và cứu chúng con trong tình yêu của Ngài. Chúa tha thứ những dại dột lỗi lầm của chúng con. Có lắm khi chúng con làm ngăn trở dư đoàn nhân đông, ngăn trở không ai nhận biết Chúa, không ai thấy Chúa được. Xin Chúa giúp cho chúng con và cho chúng con qua đời sống để làm chứng về Chúa, để người ta nhận biết Chúa khi chúng con gặp họ, khi chúng con tiếp xúc với họ và khi chúng con sống với họ ở giữa thế gian tội lỗi này. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Chúa cho chúng con biết là rồi đây không biết giờ phút nào
Chúa sẽ đem chúng con về ở trong nước vinh hiển đời đời của Chúa. Và chúng con thấy còn biết bao nhiêu người được cứu rỗi qua tình yêu của Chúa và qua hậu thánh của Ngài, qua mỗi đời sống chúng con. Chúng con vui mừng và phước hạnh cơ nghiệp đời đời Chúa dành sẵn. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho ông bà chém chúng con có được tự do, được cơ hội, được dịp tiện, cũng như được có khả năng làm những việc này việc kia để tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa. Xin Chúa cho chúng con hết lòng yêu mến Chúa, để đời sống chúng con, gia đình chúng con, hậu thánh của Chúa, đồng bào đồng loại chúng con được cứu, và chúng con chuẩn bị gặp Chúa. Còn cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho chúng con trong tuần lễ mới này, để chúng con thực hiện những điều tìm kiếm Chúa và đem tình yêu của Chúa cho những người xung quanh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn mỗi ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, sáng cứu chúng con khỏi địa ngục, vì nước, quyền, vinh hiển để phục vụ Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh chân thần của vô lượng, dưới đám chúng sinh cùng đi ngang ngang, trời cao cũng chung khen đời qua hồn. Chúa Cha cùng con với ngay đời đời. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, ơn cứu chuộc của Đức Chúa Con và quyền năng yên ủi dạy dỗ giảng dắt của Đức Chúa Thánh Linh ở với hết thảy mỗi một chúng con từ giờ phút này trong tuần lễ mới cho đến ngày chúng con gặp Chúa. Amen. Chúng ta bắt tay chào hỏi nhau, và nếu ai có câu hỏi nào và muốn tìm kiếm Chúa, muốn tiếp nhận Chúa thì có thể ở lại, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị. Và Chúa ban cho chúng ta một sức sống mới như Cha Chê để làm chứng cho Chúa. Và chúng ta nhận sách ở phía trước cũng như nhận thiệp mời để chúng ta mời bạn hữu và cầu nguyện cho.